tranh giành quyền lực giữa hai phe quân đội và công an từ nay trước đại hội đảng lần thứ 14 sẽ ra sao. Sau một thời gian kể từ cuối năm 2023, khi sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu có vấn đề, khi đó Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giữ thế thượng phong trong đảng với sức mạnh như trẻ tre. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nay đã suy giảm nhanh chóng. Dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Tô Lâm, Bộ Công an đã củng cố đáng kể vai trò trong chính trường ở Việt Nam. Bộ Công an đã thể hiện vai trò trung tâm trong việc thực thi quyền lực nhà nước. Chỉ trong vòng 172 ngày từ vị trí Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm đã lần lượt đảm nhận các chức vụ Chủ tịch nước và sau đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, để tuân thủ nguyên tắc lãnh đạo tập thể, ngày 21 tháng 10, Quốc hội đã bầu Đại tướng Lương Cường làm Chủ tịch nước thay thế cho ông Tô Lâm. Một số nhận định cho rằng đây là bước ngoặt lớn và là thời điểm gió đã xoay chiều. Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn quyền lực từ Tổng Bí thư Tô Lâm và phe cánh của ông. Đáng chú ý, trước khi nhậm chức Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Cường đã đi Bắc Kinh để gặp ông Tập Cận Bình theo lời mời từ Trung Nam Hải. Đây là một chuyến đi đầy khuất tất. Báo trước Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ bước vào một thời kỳ hết sức khó khăn. Từ trước đến nay, quân đội luôn luôn đóng vai trò nòng cốt trong chính trị tại Việt Nam, có ảnh hưởng sâu rộng trong bộ máy lãnh đạo của đất nước. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, vai trò của quân đội đã có phần suy giảm đáng kể. Việc ông Lương Cường được bầu làm Chủ tịch nước gần đây được coi là thái độ chiến lược nhằm cân bằng quyền lực giữa hai phe quân đội và công an để mà đảm bảo phe quân đội không bị yếu thế hoàn toàn so với phe công an của Tổng Bí thư Tô Lâm trong các điểm nóng tranh chấp. Hiện nay giữa quân đội và công an đang tồn tại các mâu thuẫn mang tính cạnh tranh rất cao. Cả hai đều muốn nắm giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy của Đảng và Nhà nước, cũng như mâu thuẫn về lợi ích kinh tế và các lĩnh vực khác nhau có sự chồng lấn giữa quân đội và công an. Đây là điều đã được tạo ra cuộc đấu tranh quyền lực ngầm giữa các nhóm lợi ích của hai phe. Mối quan hệ giữa hai lực lượng quân đội và công an sẽ tiếp tục là một yếu tố then chốt liên quan đến nội bộ chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam trước Đại hội Đảng lần thứ 14. Giới phân tích cho rằng các tướng lĩnh quân đội nếu hành động thống nhất có thể tạo ra những thay đổi đáng kể tái cân bằng quyền lực, đồng thời không cho phép phe công an của Tổng Bí thư Tô Lâm làm mưa làm gió như trước đây nữa. Đặc biệt, phe quân đội có ưu thế được sự yểm trợ từ Bắc Kinh. Trong khi đó, Tổng Bí thư Tô Lâm hầu như không có chỗ dựa vững chắc như phe quân đội, kể cả sự ủng hộ của đa số các lãnh đạo cấp cao trong Đảng và Ban chấp hành Trung ương với Tổng Bí thư Tô Lâm cũng ở mức rất hạn chế. Theo một số nhận định, đó là lý do Tô Lâm phải dừng lại ý định cải cách thể chế trước đây để thay bằng việc tinh gọn bộ máy nhà nước. Nhưng việc tinh gọn bộ máy nhà nước cũng khó có thể thành công. Theo giới phân tích, trong thời gian tới, sự cạnh tranh giữa hai phe có thể diễn tiến leo thang, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 14. Tuy nhiên, để tránh sự bất ổn, có khả năng hai phe sẽ phải đạt được một thỏa thuận ngầm nhằm chia sẻ quyền lực, đảm bảo sự ổn định cho hệ thống chính trị. Cũng xin nhắc lại, Tổng Bí thư Tô Lâm đang đối mặt với hai điểm yếu nghiêm trọng mà phe quân đội có thể khai thác để tấn công. Đó là vụ án Mobile Phone của AVG và có hoạt động của công ty Xuân Cầu Holding. Có phải Tổng Bí thư Tô Lâm và phe cánh bất ngờ bị suy giảm quyền lực nhanh chóng? Vào ngày 25 tháng 11, Hội nghị Trung ương bất thường chỉ diễn ra trong một thời gian được cho là ngắn nhất chưa từng thấy. Hội nghị Trung ương bất thường lần này đã thu hút sự chú ý của công luận do tính đột xuất cũng như đồn đoán về việc sẽ xem xét xử lý kỷ luật một số nhân vật lãnh đạo cấp cao, trong đó có trường hợp của cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Những hội nghị Trung ương bất thường được triệu tập khi xuất hiện các tình huống khẩn cấp hoặc cần thiết phải xử lý ngay lập tức, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến sai phạm nghiêm trọng của các lãnh đạo cấp cao. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao ông Tô Lâm cần phải triệu tập một hội nghị trung ương bất thường vừa qua. Thông tin nội bộ cho biết, tại hội nghị bất thường lần này, Tổng Bí thư Tô Lâm muốn đặt vấn đề với Ban chấp hành Trung ương, đề nghị bổ sung thêm một số nhân sự vào Bộ Chính trị khóa 13 đang còn khuyết. Tuy nhiên, cũng theo thông tin nội bộ, đề nghị của ông Tô Lâm lập tức bị đa số các ủy viên Trung ương Đảng đồng loạt bác bỏ. Đây chính là lý do khiến hội nghị bất thường đã nhanh chóng kết thúc sau hơn 3 tiếng đồng hồ diễn ra. Nếu thông tin nội bộ là đúng, thì đây là một trong những dấu hiệu cho thấy sự suy yếu của ông Tô Lâm và phe cánh đã tới thời kỳ giảm nghiêm trọng về thế và lực. Đây cũng là lý do tại sao không có kết quả xử lý các sai phạm của cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và gia đình ông trong hội nghị trung ương bất thường vừa diễn ra. Cũng có đồn đoán cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc nếu như bị dồn đến chân tường, thì ông sẽ cho công bố các sai phạm của Tổng Bí thư Tô Lâm
trong thời gian trên cương vị lãnh đạo Bộ Công an. Theo thông tin phổ biến trên mạng xã hội, trong vụ thịt bò rất vàng vào cuối năm 2021, ông Trương Tấn Sang đã chủ động gặp riêng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, yêu cầu phải kỷ luật nghiêm khắc Bộ trưởng Tô Lâm. Ngoài ra còn có các ủy viên Bộ Chính trị như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai cũng đưa ra đề nghị Tổng Bí thư và Bộ Chính trị cần xử lý ông Tô Lâm để làm gương trong đảng. Đây chính là một trong những lý do khiến hàng loạt các nhân vật tứ trụ vừa kể trên đã bị Tô Lâm đánh cho bay chức để trả hận trong chớp nhoáng. Vẫn theo thông tin phổ biến trên mạng xã hội, một số ủy viên Bộ Chính trị gần đây còn yêu cầu cho lật lại hồ sơ vụ án Mobile Phone mua 95% cổ phần của AVG, một trong những tử huyệt của ông Tô Lâm cho đến nay. Cũng theo đó, ông Tô Lâm khi còn giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an đã ký 3 văn bản đóng dấu mật và tối mật gửi cho Bộ Thông tin và Truyền thông về thương vụ kể trên. Các văn bản này được cho là không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Bộ Công an. Điều đó đã góp phần che giấu thông tin và tạo điều kiện cho thương vụ diễn ra với giá trị cao hơn thực tế rất nhiều lần. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, AVG chỉ có một giá trị ròng khoảng 1.900 tỷ đồng, nhưng Mobile Phone đã nhắm mắt mua với giá 8.900 tỷ đồng, gây thất thoát khoảng 7.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, cũng là tiền của nhân dân. Và khoản tiền chênh lệch 7.000 tỷ đồng đã được một số lãnh đạo liên quan chia nhau, trong đó không thể không có phần của ông Tô Lâm. Mặc dù nhiều quan chức liên quan đã bị kết án nghiêm khắc, như cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị phạt tù chung thân, cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị phạt tù 14 năm, nhưng ông Tô Lâm không bị truy cứu trách nhiệm trong vụ án này. Điều này đã khiến công luận đặt ra câu hỏi về sự công bằng và minh bạch cho việc xử lý trách nhiệm của các nhân vật liên quan. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị các bạn vừa theo dõi bản tin, có phải Tổng Bí thư Tô Lâm và phe cánh bất ngờ bị suy giảm quyền lực nhanh chóng hay không? Cuộc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm đang chịu ảnh hưởng trong Đảng Cộng sản Trung Quốc ra sao? Tổng Bí thư Tô Lâm là một con người thực dụng và ít quan tâm đến vấn đề học thuyết cũng như lý luận. Ông Tô Lâm đã sớm nhận thấy bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay như một cỗ máy già nua, cỗ kỹ, cần phải đại tu lại. Nhưng thay thế toàn bộ hệ thống, tức là tiến hành cải cách thể chế nhằm khắc phục cái gọi là điểm nghẽn của điểm nghẽn là điều không thể. Bởi nhiều lý do khác nhau, chủ trương cải cách của ông Tô Lâm đã vấp phải sự phản ứng của một bộ phận không nhỏ lãnh đạo cấp cao trong đảng. Đây là những nhân vật được cho là thành phần bảo thủ trong đảng, với lập trường kiên định con đường chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng thực chất không phải là như vậy, mà bởi lý do chủ trương cải cách của Tô Lâm sẽ đụng chạm đến rất nhiều quyền lợi cũng như quyền lực của họ. Tới mức ông Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư đã phải kêu gọi sự hy sinh của các lãnh đạo cấp cao. Đây là lý do cuộc cải cách để đưa đất nước bước sang kỷ nguyên mới của Tổng Bí thư Tô Lâm đang bị chững lại. Kể cả việc ông Tô Lâm đưa ra phương án tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, nhưng vẫn không được thế lực này chấp thuận theo kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng. Việc tinh gọn bộ máy nhà nước đã được công luận đồng tình ủng hộ. Theo đó, một nước nghèo như Việt Nam nhưng lại tồn tại một bộ máy hành chính đồ sộ, tiêu tốn đến 70% ngân sách quốc gia. Đây chính là lý do nền kinh tế Việt Nam vẫn tụt hậu khá xa so với các nước khác trong khu vực. Những phân tích vừa kể trên cho thấy việc cải cách thể chế hay tinh gọn bộ máy nhà nước vẫn đối mặt với rất nhiều thách thức. Những thế lực bảo thủ trong đảng đã cáo buộc Tổng Bí thư Tô Lâm mượn danh cải cách để tiếm quyền, với mục đích đưa Đảng Cộng sản Việt Nam đi chệch con đường chủ nghĩa xã hội. Đó là chưa kể ban lãnh đạo Bắc Kinh được cho là đang kích động phe thân Trung Quốc trong nội bộ của đảng phải kiên định với con đường chủ nghĩa xã hội mà hai đảng cộng sản cùng ý thức hệ đã đồng tâm lựa chọn. Vai trò cũng như sự tác động của Trung Nam Hải với công cuộc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm là điều hết sức quan trọng. Đây là vấn đề then chốt nhất và điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình cải cách của Việt Nam. Đáng chú ý, ban lãnh đạo Trung Quốc đã thể hiện hai thái độ đặc biệt với Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường. Theo giới phân tích, nếu Trung Quốc ủng hộ mạnh mẽ ông Lương Cường, điều này có thể thúc đẩy Việt Nam cải cách theo hướng có lợi Trung Quốc. Ngược lại, nếu ông Tô Lâm có lập trường độc lập hơn, quá trình cải cách có thể gặp phải sự phản đối hoặc thiếu hỗ trợ từ phía Trung Quốc. Qua đó, việc cân bằng quan hệ với Trung Quốc và thực hiện các cải cách phù hợp với lợi ích quốc gia sẽ là thách thức với lãnh đạo của Việt Nam. Trung Quốc được cho là sẽ không hài lòng với các cải cách chính trị do Tổng Bí thư Tô Lâm khởi xướng vì những lý do như sau. Thứ nhất là lo ngại về sự thay đổi mô hình chính trị. Theo đó, bất kỳ cải cách chính trị nào ở Việt Nam sẽ gây lo ngại cho Trung Quốc về sự ảnh hưởng đến an ninh chính trị của họ.
Thứ hai là cải cách chính trị ở Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước, do đó Bắc Kinh sẽ không ủng hộ những thay đổi có thể gây ra sự bất ổn trong khu vực. Tiếp theo là ảnh hưởng của phương Tây với Việt Nam trong việc mở cửa và hội nhập sâu rộng hơn với phương Tây. Những điều biểu kể trên chính là lý do công cuộc cải cách thể chế hay tinh gọn bộ máy công quyền ở Việt Nam khó có thể thành công, chứ đừng vội nói đến công cuộc đổi mới lần thứ hai của Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin công cuộc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm chịu ảnh hưởng trong Đảng và Trung Quốc ra sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.